Minh Hưng Cát xin kính chào quý vị và bà con đang đến với bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước. À, mình chúc quý vị và bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng làm việc thật là hiệu quả. Trước đó thì ekip thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong và Liên minh hợp tác xã tỉnh những đơn vị luôn luôn đồng hành cùng với bản tin của chúng tôi. À anh Hưng Cát ơi, anh Hưng Cát có thích ăn quýt không nè? À quýt hả? À, ừ. Đây là một cái um, loại trái cây giúp giải nhiệt rất là tốt, có nhiều chất xơ và rất là tốt cho sức khỏe cung cấp cái nguồn vitamin rất là dồi dào nữa ai vâng, cũng thích mà như vậy ừ. đặc biệt là quýt đường đúng không nào à. vâng thưa quý vị và bà con nói đến quýt đường thì đây là loại trái cây được ưa chuộng vì thơm ngon và chứa nhiều chất bổ dưỡng à, tuy nhiên thì những năm qua nhiều nhà nông trồng loại cây ăn trái này gặp khó do giá cả bất bênh ạ thế nhưng ở xã Thuần Phú, huyện Đông Phú vẫn có một bác nông dân gắn bó với cây quýt đường hơn chục năm qua ông đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đổi mới công nghệ và kiên trì bám trụ giấy cây quýt đường Thu được trái ngọt từ loài cây trồng đặc biệt này Cụ thể thì mô hình này như thế nào à, Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau của bản tin kinh tế nông nghiệp nha Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay Giá cao su sẽ neo cao cho đến nửa đầu năm 2025 Phát triển kinh tế từ nghề kinh doanh cây cảnh làm tàu từ cây quýt nhờ đổi mới công nghệ. Bước tiến của hợp tác xã nông nghiệp điều hữu cơ trắng cỏ bù lạch. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương thì từ đầu tháng 8 đến nay, Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á tăng do nguồn cung tại Thái Lan bị gián đoạn và tình trạng thiếu hụt nguồn cung của Ấn Độ. Dự báo là giá cao su có thể sẽ neo cao xuyên suốt từ nay cho đến nửa đầu năm 2025. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam tháng 7 năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt hơn 186.000 tấn, trị giá hơn 307 triệu đô la Mỹ, tăng 21,2% về lượng và tăng 24,7% về trị giá so với tháng 6 năm 2024. Do đặc tính của cây cao su, việc khai thác cao su sẽ diễn ra mạnh từ tháng 3 đến tháng 12 hàng năm. Do đó, từ quý 2 trở đi mới là thời điểm sản lượng của cao su Việt Nam đạt đỉnh, mở ra dự địa tăng trưởng kết quả kinh doanh. Dự báo của một số hãng chứng khoán cho thấy mảng cao su năm nay của cao su Việt Nam có thể tăng trưởng 15% so với năm 2023. Hiện giá mục cao su nguyên do công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 345 đến 390 đồng trên TSC. Thưa quý vị và bà con, 7 tháng đầu năm 2024, cả nước đã xuất khẩu trên 1,03 triệu tấn phân bón các loại, tương đương gần 420 triệu đô la Mỹ, tăng 9,7% về khối lượng và tăng 7,5% về kim ngạch. Phân bón của Việt Nam chúng ta xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia chiếm 30,8% trong tổng khối lượng và chiếm tới 31,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước. Riêng tháng 7 năm 2024, xuất khẩu hơn 132.000 tấn phân bón các loại đạt 58,81 triệu đô la Mỹ, so với tháng 7 năm 2023 thì giảm 6,2% về lượng nhưng lại tăng 7,6% về kim ngạch và tăng 14,7% về giá. Theo hiệp hội phân bón Việt Nam, dự kiến thị trường phân ure thế giới sẽ sôi động hơn từ nửa cuối năm nay khi các nhà tiêu thụ lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Brazil và châu Âu đồng loạt quay trở lại đấu thầu. Hiệp hội phân bón quốc tế dự báo tiêu thụ phân bón trên toàn cầu năm nay sẽ tăng 4% so với năm 2023 đạt khoảng 192,5 triệu tấn. À, Hằng Mi ơi, Hằng Mi có thích uh, cây cảnh không? Chắc chắn là có rồi ạ, bởi vì là mỗi vào dịp rảnh rỗi thì Hằng Mi sẽ chăm sóc những cây cảnh nhỏ nhỏ của mình ở ngay tại khu vườn nhà đó ạ. Ừ. Và chúng ta thấy rằng trong một cái gia đình chúng ta có thể vài chậu bonsai, vài cái cây tiểu cảnh thì thấy không gian nó sinh động hơn đúng không? Và yêu thích cây cảnh và có khả năng tiêm tòi học hỏi kinh nghiệm bán hàng là những cái yếu tố rất là quan trọng khi bước chân vào nghề kinh doanh cây cảnh thưa quý vị. Vâng thưa quý vị và bà con, tại xã Thanh An huyện Hớn Quản, thì nghề kinh doanh cây cảnh đang được chú trọng đầu tư với khả năng là tạo ra doanh thu hàng chục triệu mỗi tháng cho người dân ở nơi đây. Sau một năm mở vựa kinh doanh cây giống, anh Vũ Thành Tâm, ấp trung sơn xã Thanh An cho biết hầu hết cây của anh đều được nhập về từ các tỉnh miền Tây và bán cho người dân trong vùng buôn bán cây cảnh, cây giống không chỉ mang lại nguồn thu nhập kinh tế ổn định cho gia đình, mà còn giúp anh khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của thiên nhiên. Thời điểm hiện tại, cơ sở thành tâm của anh có hàng trăm cây cảnh các loại. Tùy từng loại, anh chào bán với mức giá khác nhau, vừa và lớn có giá dao động từ 10 đến 20 triệu đồng một cây. Các loại cây cảnh nhỏ có giá từ vài chục ngàn đến một triệu đồng một cây. Cây cảnh của ở xã Thanh An này cũng đang phát triển, anh em trong hội cũng chơi rất là nhiều các loại cây mà đặc biệt là cây mai các loại mai mà và cây bằng lăng hiện nay thì thấy đang rất là chuộng không chỉ kinh doanh cây cảnh, cây bonsai, hiện ở xã Thanh An đang nổi lên phong trào siêu tầm và kinh doanh cây bằng lăng rừng cổ thụ. Hàng trăm gốc cây bằng lăng cổ thụ đã được người chơi cây ở đây săn tìm về trồng trong vườn nhà, sau đó ghép với giống bằng lăng thái bán ra thị trường. À, cái này là do cái niềm đam mê sở thích của riêng mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là muốn uh, giữ lại những uh, loại cây quý hiếm này, sau này sợ nó không còn nữa. Kinh doanh cây cảnh đang là một trong những ngành có tỷ lệ chuyển đổi cao và có tỷ suất sinh lời lớn. Vì vậy, những năm gần đây, nghề trồng hoa cây cảnh ở xã Thanh An đã có bước phát triển mạnh mẽ. Toàn xã hiện có khoảng 30 hội trồng kinh doanh và chơi cây cảnh để nghề trong cây cảnh phát triển bền vững, từng bước nhân rộng và phát triển theo hướng kinh tế sinh thái. Xã Thanh An đang hoàn tất thủ tục thành lập câu lạc bộ sinh vật cảnh của xã. nghề chơi cây sinh vật cảnh cũng tạo một cái thu nhập cho lao động nông thôn. Về cái nghề này thì nó là mang tính chất là, là, là cũng là nông nghiệp nông thôn nhưng mà gọi là lại thể hiện cái văn hóa nghệ thuật rất là cao những người dân ở thanh an thì họ cũng rất là đam mê chơi cây cảnh và cũng, cũng là muốn truyền lại nghề cho con cháu Quý vị và bà con thân mến, những năm gần đây cây quýt đường bấp bênh chỗ đứng trên thị trường và tổng diện tích cây ăn trái này ở Bình Phước thì cũng đã giảm ạ. Tuy nhiên không từ bỏ với loại cây trồng đã gắn bó với gia đình hơn chục năm qua. Ông Thái Văn Dương ở ấp Bầu Cây Me, xã Thuận Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước đã trang bị thêm nhiều máy móc công nghệ hiện đại để bám trụ và làm giàu cùng với cây quýt đường. Với những khắc nghiệt của thời tiết và bấp bênh giá cả thị trường, diện tích cây quýt đường trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung bị sụt giảm song giới nông dân Thái Văn Dương ở ấp Thuận Phú thì không những không giảm đi mà từng ngày mở rộng diện tích và đem lại nguồn thu nhập có giá trị cho gia đình. Trước đây mình không biết làm thì nó thất nhưng mà sau khi mình biết làm 5-6 năm nay nói chung năm nào nó cũng phải nằm cỡ 200 đến hơn gần 300 tấn. Để có được năng suất ổn định, giá cả hợp lý nhà nông Thái Văn Dương đã chú ý tới khâu kỹ thuật chăm sóc loài cây khó tính này. Theo ông Dương, cây quýt cần nhiều nước nên việc tưới tiêu rất quan trọng nên ông ứng dụng bằng những công nghệ hiện đại. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để bám trụ với loài cây ăn trái khó tính này. Theo ông Dương, khi chăm sóc kỹ, đúng hướng dẫn kỹ thuật thì sẽ kéo dài tuổi thọ cho cây. Thời tiết năm nay thì khắc nghiệt quá. Nói chung là mình cũng xử lý chủ yếu là nước. Rồi cái kèm theo cái phân bón gốc rồi cái trung vi lượng mình xịt bán tại tại vườn á chị thì cũng 14 15 000 quýt xô thôi. Còn như mà em thì đi em có xe tải em đi luôn thì nó cao hơn khoảng 3 000 kg. Đây là một trong những cái mô hình gọi là tiêu biểu của xã Thông Phú. Ông Dương là cũng là nông dân sản xuất kinh, kinh doanh giỏi của cấp tỉnh đó. Thì vừa qua thì hội ông dân cũng yêu cầu là hội viên các hội viên nông dân của xã Tục Phú là cũng đến tham quan học tập cái mô hình mà trồng quýt của ông Dương này vừa qua thì ông Dương cũng đã là về khoa học kỹ thuật ông đã áp dụng rất là tốt ông là mua xe rồi các cái cái tưới nước hệ thống tưới các thứ là phục vụ cho cái vườn cây của ông rất là tốt theo tính toán của ông Dương, trong hành trình 11 năm gắn bó với cây quýt đường, 5 hecta cây ăn trái này đem về cho gia đình ông nguồn thu nhập khá lớn, có năm trên 1 tỷ đồng sau khi trừ đi tất cả các chi phí. Hiện nay giá quýt đường có giảm, mỗi năm cũng cho thu từ 200 cho đến 300 triệu đồng. Mô hình vườn quýt đường của ông Dương Văn Thái là một điển hình để nhiều hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tham quan học tập. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, mặc dù mới chỉ thành lập cách đây 2 năm thôi nhưng mà hợp tác xã điều hữu cơ trảng cỏ Bù Lạch ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng đã có những bước phát triển vượt bậc về nhiều mặt và qua đó góp phần nâng cao đời sống kinh tế của các hộ thành viên. Không chỉ vậy đâu thưa quý vị và bà con mà hiện nay hợp tác xã đã có nhiều đối tác đánh giá tá cao, đặt hàng thu mua với sản lượng lớn để xuất khẩu đi các thị trường ngoài nước. Ở bên cạnh đó thì hợp tác xã còn đang đầu tư hệ thống máy móc để chế biến sâu, không ngừng quảng bá thương hiệu, chất lượng điều để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Vài tháng sau mùa thu hoạch, những thành viên của hợp tác xã lại tất bật với việc chăm sóc điều theo tiêu chuẩn hữu cơ do ban quản trị đề ra hơn 1.000 hecta điều của 165 hộ gia đình thành viên lần lượt được chăm sóc theo kế hoạch cụ thể, đảm bảo dãy của nhà nào cũng được phát dọn sạch sẽ. Chúng tôi làm với một cái tinh thần rất là đoàn kết và chúng tôi làm rất là hiệu quả khi mà chúng tôi tự làm theo công với nhau. Nó đạt hơn là mình thuê người ta phát, mình thuê người ta phát nhiều khi thì người ta phát không có theo ý muốn của mình. Trong hợp tác xã, đàn ông thanh niên tập trung phát cỏ, chị em phụ nữ cũng chia thành nhiều tổ cùng góp sức để tỉa cành tạo tán, chăm sóc từng cây. Phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi khiến ai cũng phấn khởi và hy vọng trong vụ tới, điều sẽ hạn chế sâu bệnh cho năng suất cao. Làm tập trung như vậy thì vui, đỡ mệt với lại các vườn thì được chăm sóc, đỡ sâu bệnh hơn nữa. Với phương pháp canh tác trên, những dãy điều của bà con đang dần phục hồi. Hai năm qua, năng suất bình quân của hợp tác xã đạt 2 tấn một hectare, tiêu chuẩn chất lượng hạt điều từng bước được khẳng định. Hiện nay, hợp tác xã đã có 7 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường châu Âu đến đặt hàng thu mua với sản lượng lớn. Riêng năm 2024, hợp tác xã đã đáp ứng được 700 tấn đặc biệt từ tháng 5 năm 2024, hợp tác xã tiếp tục sản xuất hạt điều sang muối, vừa tạo việc làm cho bà con, vừa không ngừng quảng bá thương hiệu vườn xa. Hiện tại thành viên của hợp tác xã là 165 đã đưa diện tích vùng nguyên liệu hoạt động là 1.000 hecta. Trong thời gian tới, hợp tác xã sẽ muốn nhân rộng thêm và sản xuất kiên sâu. Xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng hiện có 9 hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến hạt điều. Tuy nhiên, hợp tác xã nông nghiệp điều hữu cơ chẳng cỏ bù lạch được đánh giá hoạt động hiệu quả nhất. Điều đặc biệt là hợp tác xã có 100% thành viên là dân tộc thiểu số với diện tích canh tác lớn nhất và thành viên tham gia đồng nhất. Hợp tác xã nông nghiệp điều hữu cơ chẳng cỏ thì hoạt động rất là hiệu quả thì liên cái việc cái trình độ canh tác của những thành viên hợp tác xã của những người nông dân sẽ được nâng lên họ đã biết áp dụng cái khoa học kỹ thuật đây là một cái điều đáng mừng cho xã đồng nai vì xã chúng tôi thì đến gần 70 phần trăm là hộ đồng bào từ chủ số góp phần vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương quý vị và bà con nông dân thân mến qua trao đổi với bản tin kinh tế nông nghiệp của chúng tôi thì lãnh đạo xã đồng nai cho biết hiện nay hợp mà tác xã đang tiếp tục sản xuất thêm một số sản phẩm từ hạt điều hữu cơ đồng thời xây dựng thêm các cái tiêu chuẩn thương hiệu để không ngừng mở rộng thị trường. Chính quyền xã cho biết cũng sẽ phối hợp với ban quản trị cũng như là các cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã ngày càng phát triển vững mạnh hơn. Và thông tin này thì cũng đã khép lại bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các nhà tài trợ công ty phân bón Mặt trời Mới, công ty phân bón Hai Phong và liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.